Xin chào quý vị và các bạn. Tủ lạnh là một thiết bị điện được sử dụng khá thường xuyên tại các căn hộ hiện nay. Vì vậy, với clip thứ 5 trong chuỗi clip với chủ đề hướng dẫn sử dụng tiết kiệm điện năng cho căn hộ, tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số giải pháp nhằm sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện năng. Tủ lạnh là một thiết bị điện có đặc thù hoạt động thường xuyên, liên tục nên chi phí tiền điện cho thiết bị này chiếm 16% tổng tiền điện phải chi trả hàng tháng của các căn hộ. Nếu tủ lạnh được sử dụng hợp lý sẽ góp phần giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ và tiền điện phải chi trả hàng tháng. Sau đây, tôi xin chia sẻ một số giải pháp hữu ích từ quý vị và các bạn nhằm sử dụng tủ lạnh một cách tiết kiệm điện năng. Thứ nhất, nên lựa chọn tủ lạnh đã được chứng nhận tiết kiệm năng lượng và có dung tích phù hợp với số lượng thành viên trong gia đình và tập quán đi chợ. Ví dụ, gia đình có từ 4 đến 5 người và đi chợ một lần một tuần thì lựa chọn tủ có dung tích từ 210 đến 230 lít. Thứ hai, lựa chọn vị trí thoáng mát, tránh xa bếp ăn, ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt khác để đặt tủ lạnh. Nên đặt tủ lạnh cách tường ít nhất là 5 cm để tủ lạnh hoạt động hiệu quả nhất. Thứ ba, nên duy trì nhiệt độ ngăn mát và ngăn đá ở mức mà nhà sản xuất khuyên dùng, thường là mức 4, lý tưởng, để đảm bảo thực phẩm luôn tươi ngon, tiết kiệm điện năng sử dụng và kéo dài tuổi thọ tủ lạnh. Thứ tư, xếp đồ cho các khoang ngăn nắp và thông thoáng sẽ giúp khí lạnh lưu thông, lượng điện tiêu hao sẽ giảm xuống, tránh sắp xếp quá nhiều đồ, làm hạn chế khí lạnh lưu thông. Thứ năm, hạn chế đóng mở tủ lạnh nhiều lần, mở tủ quá lâu để tránh khí lạnh bên trong tủ đối lưu nhanh với khí nóng bên ngoài làm nhiệt độ bên trong tủ tăng lên, do đó làm hao điện và làm các chi tiết bị mài mòn hơn. Thứ sáu, vệ sinh tủ lạnh bên trong và bên ngoài, đặc biệt là vệ sinh các bụi bẩn tích tụ bám vào bề mặt dàn nóng, dàn lạnh, lưới lọc. Như vậy, trên đây tôi vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn một số giải pháp nhằm lựa chọn và sử dụng tủ lạnh một cách có hiệu quả nhằm tiết kiệm điện năng mà quý vị và các bạn có thể tham khảo áp dụng cho căn hộ của mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.